Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu cho người một cái combo giá rất là hợp lý luôn em. Một cái con máy mài của hãng Thuthò 710W công tắc đuôi và một cái bộ lam xích như thế này. Anh em có thể mua cái bộ này anh em về cưa củi ha, thể cành hay làm gì đó ha, tùy theo cái công việc của anh em. Giá chỉ có 630 ngàn thôi. Giá rất là rẻ luôn anh em ha. Đó, nguyên bộ như thế này. Hàng mình thì là mới 100% nha anh em. Về cái máy mài ấy, thì với cái công suất mà 710W này thì anh em tỉa cành cưa củi là chuyện bình thường ha. Đó, thì cái con máy mài này mình đã có làm một cái video mà giới thiệu tổng quát về nó, khui ra hết, bung ra hết luôn rồi ha. Thì mình sẽ để đường link bên dưới, anh em có thể xem cái ruột bên trong nó như thế nào, thì anh em có thể click vào đường link bên dưới nên anh em xem. Trong cái video này thì mình chỉ giới thiệu cho anh em một combo này thôi nha. Cái máy mài thì mình giới thiệu sơ qua 710W công tắc đuôi để 100 cốt M10 ha. Rồi vậy thôi anh em nhá, hàng công nghiệp đó, nguyên một cái bộ combo như thế này, giá chỉ có 630 thôi. Nếu anh em mua cái con máy mài này không á nha thì giá là 500 ngàn, thì mình đó, máy mài này không giá 500 ngàn, còn nguyên combo như thế này thì giá chỉ có 630 ngàn nha anh em. Còn cái bộ lam này thì cửa hàng mình bán với giá là 160 ngàn đó, thì anh em mua lẻ thì nó như vậy ha. Rồi, máy mài thì nó cũng trang bị chúng ta là gồm một cái tay cầm đó, một cái tay cầm, rồi một cái đầu mở lưỡi, một cái chụp bảo vệ. Nó thiết kế cũng rất là, mặc dù giá nó rẻ anh em ha, nhưng mà cũng trang bị đầy đủ của chúng ta để chúng ta bảo vệ ha. Và cái máy đây, cái máy này là nó là dây đồng 100%, anh em cầm rất là nặng tay ha, thon gọn như này chúng ta cầm rất là nặng luôn chứ không có nhẹ nha. Thì khi mà xài lam xích đó, thì chúng ta chỉ cần máy mài thôi anh em, mấy cái này thì chúng ta sẽ dẹp qua bên. Còn cái bộ lam xích đây thì cửa hàng này mình mới vừa về luôn nè. Đó, đây thì lam xích này là mình về tự ráp nha anh em, chứ không có ráp sẵn nha. Thiết kế như thế này đây đó, mình sẽ ráp qua từng bộ hết cho anh em, rồi mình sẽ test thử ha. Đó, một cái bộ như thế này anh em về anh em cắt. Rồi anh em lưu ý giá này chưa bao gồm phí ship nha. Nên mua hàng phải cộng thêm cái phí ship hàng vô ha. Giá là giá tại cửa hàng, nên ghé cửa hàng mua thì 630 ngàn cho một bộ như thế này ha. Giá cũng khá là hợp lý luôn. Thì bây giờ mình sẽ ráp vô anh em. Gõ này ra. Đó, ra luôn. Ha, mình ráp vô nè. Đó. Này thì một cái tay anh em, mình sẽ ráp vô đây thôi ha. Đó, mình cầm. Đó. Rồi, xong rồi anh em ha, ráp xong bộ rồi đó, thì cứ thế như vậy mà mình xài thôi. Nhưng trong quá trình xài anh em nên bỏ dầu máy trong đây nha. Trong đây thì chúng ta sẽ bỏ dầu máy vào trong đây nè, anh em bỏ dầu máy nha, dầu máy mai á, đừng có bỏ nhớt, nhớt nó không có chảy ra đâu, nó hơi đậm đặc nha. Bỏ dầu máy mai cho mình xài nha anh em á, chạy cho nó ấy lưỡi. Hôm nay mình sẽ cắt ít nên mình không có bỏ dầu vô, cắt vài đường cho anh em xem thôi ha. Rồi, kim điện ha. Cái máy mài rất là khỏe nha anh em. Rất là khỏe luôn nha, chứ không phải là nó yếu đâu ha. 710W rất là khỏe luôn. Thì cứ thế mà mình xài thôi. Rồi sau khi mình xài thì mình sẽ chỉnh lại ứng là một chút. Rồi, giờ mình sẽ đem đi cắt thử cho anh em xem nha. 630 ngàn cho một bộ như thế này. Ok, chuyển camera qua ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái khúc cây này anh em nha, tương đương khúc củi thôi.
Wow, cái máy mài rất là khỏe nha anh em, máy mài cực kỳ khỏe luôn. À, anh em thấy mình cắt là rất là khỏe nha. Đó thì da mình cắt xong thì nãy sơn nó hơi dùng rồi nè, mình phải tăng lên nữa nha. Tại thông thường cái làm xích mới á là khi anh em ráp vô lúc nào nó cũng căng hết đó. Rồi khi mình xài á, mình sẽ tăng lên từ từ ha. Khi nào nó đạt đến mức độ mà nó hết tăng rồi, hết giãn nữa, ok là sẽ ổn định rồi đó nha. Thì cũng đơn giản anh em á, tăng thì xả ra một chút thôi. Đây mình thử cho anh em xem, xả ra đó, nới ra nha, ở đây mình nới ra một chút rồi tăng lên. Anh em cắt nhiều thì nên cho nhớ nha, mình cắt ít thôi chứ không có nhiều nên không có vô nhớ đó. Tăng lên này nè, thấy chưa, ngon lành này nè đó. Bắt đầu mình xiết lại. Rồi. Xong anh em, vậy là cắt nửa được rồi đó ha. Máy mài 710W, tốc độ rất là khỏe luôn. Tốc độ này nó quay tới 10 11.000 vòng một phút anh em á. 11.000 vòng một phút rất là khỏe. Anh em cầm như này, tay đuôi như thế này ha, mình tay cầm như này. Bật tắt đây ha. Đó, là nó chạy thôi. Đây. Đó. Ok. Đó. Mình tăng khi mình tắt cái máy động cơ nó vẫn quay trơn như vậy đó. Giờ mình sẽ lấy khúc gỗ to hơn ha. Đấy mình cắt là 2 4 6 8 10 10 khúc. Giờ mình lấy cái gỗ to hơn đó anh em. Cái gỗ hồi nãy mình thử cái đường kính nó là chỉ có 5 phân thôi nha. Đó. 5 5 phân thôi. Cái gỗ mới này mình thử tới 9 luôn anh em nha. Nè, gần 10 luôn, 9,5 luôn nè. Em thấy không? Đây. 9,5 ha. Ok. Cắt xong rồi lát dọn thấy màu luôn. Rồi, ok anh em á. Chiến tiếp mình sẽ tỉa cái này. À, cho anh em xem. Ok, rất là khỏe luôn nè. Trời ơi, bụi quá trời. Dọn này là mệt, mệt nghỉ luôn. Bay quá. Đây, tập luôn. Đây. Rất là khỏe. Nè, nó tăng nữa nè, nó dùng nữa nè anh em ha, tăng lên. Đó, nha. Thao tác nó đơn giản lắm, xả xả ra cái xay vô cái một vòng là xong rồi ha. Đó, rồi xong rồi nè, lên chút rồi nè. Đó. Rồi. Nhá. Có 630 ngàn thôi anh em. Trời ơi quá trời rẻ luôn. Rồi xiết lại thôi. Cái máy mài rất là khỏe nha anh em. Trời ơi, khỏe lắm, cắt anh em thấy cực kỳ khỏe luôn. Rồi xong rồi đó. Cái này thì anh em sẽ dùng
dầu á ha, bỏ vô thì nó sẽ ít giãn hơn tại vì nó có bôi trơn. Mình ở đây thì nó dơ lắm anh em ha, mình không có bỏ sẵn, chắc mấy đường thì không có nổi nha, các đường thì không có nổi, không biết thôi à ha, vậy thôi đó. Nên thấy mình cắt một lần quá trời nhiều thế này nè. Còn cái lam này nè, cái lưỡi xích này á, anh em mà mòn á thì anh em có thể dũa lại, hoặc là cái hàng mình bán cái lưỡi này 70.000 sợi anh em, cái sợi này là 70.000 một sợi nha đó, cái sợi dây xích này nè bên cửa hàng mình bán 70.000 một sợi 11,5 inch đó. Thì dây xích này thì nó gần về rồi, khoảng cỡ 5 ngày nữa là có xích, mình về tới mấy trăm sợi lận dây xích này nè, khoảng 5 ngày nữa là có xích về đó. Còn hiện tại giờ mình đang hết, mình về cái lam này trước nha, cái lam này mình về khoảng cỡ 90 bộ đó, mình nói trước ha, lam này 90 bộ ha, máy may thì anh em yên tâm, may thì mình có sẵn ha đó, anh em cứ mua một bộ như này là chỉ có 630.000 thôi ha. Về người ta cưa gỗ nãy giờ mình làm á anh em á, cưa củi gì đó ha, rất là tiện ích luôn nha, cứ thế mà chúng ta xài thôi, máy rất là khỏe anh em nha, kỳ khỏe đó. Ok ha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ mình, số điện thoại bên dưới đó để được mua hàng, giá 630.000 chưa gồm phí ship nha anh em, 630.000 chưa bao gồm phí ship đó, anh em ở tỉnh thì vô đồng cộng thêm tiền ship ha, cầm như này mà chúng ta thao tác thôi, rất là thuận tiện ha. Cắt cái này thì nó là 11,5 inch thì tương đương cái chiều dài, nó là tầm khoảng cỡ 2 tấc 6 này ha, cho 2 tấc 6 ha, từ cái mép này nè, mép này thì tầm từ mép này đi anh em ha, đó khoảng 2 tấc 6 anh em đó ha, 2 tấc 6 thôi. Nhưng mà đa phần những cái này á, chúng ta là dùng máy mài nên không ai mà cắt nguyên cái đoạn mà tới 20 hết á, 20 thì mình nghĩ máy nó sẽ cắt không có nổi á ha, tầm khoảng cỡ 10 mười mấy thôi là ok anh em nha, mười mấy ok, quan trọng do máy mài chúng ta nữa, do máy chúng ta nữa, nó ráp như thế này thôi nguyên bộ ha. Đó, ngon lành. Ok. Rồi, 630.000 nha anh em. Một bộ cái này chưa gặp phí ship. Thông thường mấy cái này nè, anh em quét nó cực lắm, mình dùng máy hút á, hút rất là khỏe. Sáng đây cho anh em xem cái hút bụi của Toto nó quên của. Mấy cái mạt này á, anh em mới xài máy hút này nè, hút nó sướng ha, còn mình quét nó cực lắm, hút nó hết sạch bông. Cái máy hút bụi này 30 lít rồi anh em, chứa nguyên cái thùng này to lắm nha, to lắm nên anh em hút thoải mái luôn á đó. Đó, mênh mông luôn, chỉ có 1.840.000 thôi. Nhà nào anh em mà ví dụ như anh em mà ngành mộc á ha, hoặc là có cơ khí á, nên trang bị một cái ở nhà chứa nguyên cái này là rất là đã luôn ha, hút rất là khỏe. Rồi ok, bộ này 630.000 anh em về tự ráp nha, nguyên bộ này anh em về tự ráp
tự ráp lại ha để mình xài đó, thì giá 630, còn anh em với ship ở tỉnh thì cộng thêm khoảng 30 ngàn tiền ship đó nha anh em. Giá rất là rẻ luôn ha. Rồi, cảm ơn em nhé, xin chào, hẹn gặp lại.